Một trong những điều cần chú ý tại tâm dịch virus COVID-19 ở Vĩnh Phúc hiện nay đó là tính chất lây lan theo hộ gia đình và cần mở rộng diện giám sát trong cộng đồng chứ không chỉ ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Thông tin này được Bộ Y tế đưa ra trong buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona tại Vĩnh Phúc vào sáng nay. Đồng thời thì ngành y tế cũng khẳng định nếu trong vòng 21 ngày tới mà không phát hiện thêm ca bệnh mới thì sẽ giải tỏa cách ly tâm dịch này. Đây là một trong những chốt trọng điểm thuộc 12 chốt tại các cái tuyến đường ra vào trên địa bàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, được nơi được coi là tâm điểm của dịch COVID-19. Tại các cái điểm chốt này thì luôn luôn là có 4 lực lượng chức năng túc trực, gồm có quân đội, công an, y tế và một lãnh đạo địa phương. Tất cả những người dân nếu không có vấn đề gì khẩn cấp thì sẽ không được ra khỏi khu vực cách ly là xã Sơn Lôi. Trong 2 ngày triển khai kiểm soát cách ly, khoanh vùng dập dịch tại địa bàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thì đến nay cơ quan chức năng cho biết là chưa phát hiện thêm một trường hợp nào nghi ngờ nhiễm phải đưa vào cách ly. Tất cả các phương tiện vào xã Sơn Lôi đều tuân thủ theo các bước kiểm dịch chặt chẽ như thế này. Thậm chí, vật dụng như tiền được đưa ra ngoài cũng phải đảm bảo tiêu chí sát khuẩn sạch sẽ. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã cho biết, ngoài việc lập chốt cách ly, địa phương này cũng đã thành lập các tổ công tác giám sát sức khỏe từng người, từng hộ gia đình để đảm bảo phát hiện sớm các ca nghi ngờ. Chúng tôi đã thành lập 27 tổ kiểm tra viên đến từng thôn xóm. Các tổ điều tra viên này sẽ đến từng nhà kiểm tra, hỏi và đo thân nhiệt của từng người dân trong từng hộ. Thế và nếu phát hiện nghi vấn về nhiệt độ, về biểu hiện khác thì sẽ báo cáo ngay với y tá, y tế xã và ban chỉ đạo của xã để tiến hành đề nghị kiểm tra lần nữa và cách ly. Bên cạnh đó, để đảm bảo cách ly, hiện Bộ Y tế đã bố trí 2 cơ sở để tiếp nhận điều trị cho những trường hợp nghi ngờ tại xã Sơn Lôi. Đó là phòng khám đa khoa Quang Hà và Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Yên. Tất cả những bệnh nhân có nguy cơ cao đều được đưa vào đây. Những trường hợp mà có nguy cơ cao, tức là tiếp xúc gần, mà trong gia đình với những người đã dương tính với bệnh nhân thì cũng sẽ được cách ly tại đây. Kể cả khi chưa có triệu chứng cũng được cách ly tại đây. Để tách riêng ra so với cái chỗ khu cách ly tập trung ở tại trường quân sự của tỉnh. Đảm bảo cái đối tượng này là nguy cơ cao hơn thì chúng tôi sẽ cách ly tại bệnh viện. Thế ngoài ra thì những trường hợp khám chữa bệnh cấp cứu thông thường thì cũng sẽ được điều trị ngay tại cái khu lây nhiễm này chứ không điều trị tại các khoa lâm sàng khác. Bảo đảm việc cách ly tuyệt đối, không tiếp xúc với những đối tượng nguy cơ. Trong cái thời gian tới lại tiếp tục phải giám sát chặt chẽ như vậy và có được những cái trường hợp như vậy là tiến hành cách ly ngay và tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm ngay. Thế nếu mà xét nghiệm âm tính không có gì thì là điều trị như bệnh thông thường, rất là thoải mái. Thế còn nếu mà đó là những cái bệnh thực sự thì đó là một cái điều rất là tốt và đó chính là định hướng của chúng ta là phát hiện được ngay tại gia đình đấy và cách ly cô lập ngay và hạn chế nguồn lây. Thế và đó là một trong những cái chiến lược quan trọng để mà khống chế dịch bệnh, cô lập nguồn lây, không để cho lây lan, đấy là rất quan trọng. Ngành y tế cũng cho biết cần xác định việc lây nhiễm virus corona tại Sơn Lôi có tính chất lây lan hộ gia đình. Vì vậy, cần khai thác thật kỹ tiền sử, xem có bao nhiêu người đã đi đến những xã nào, tỉnh nào để mở rộng khoanh vùng quản lý. Vĩnh Phúc mà chúng ta cứ nghĩ rằng là nó ở mỗi Sơn Lôi, cái đó hoàn toàn rất là nguy hiểm. Mà chúng ta phải nghĩ cả cái Bình Xuyên này, nghĩ cả cái Vĩnh Phúc này. Nhưng mà cách giải pháp ấy, thì chúng ta không thể cách ly hết như Sơn Lôi được. Nhưng mà phải quan tâm tới, tôi nói với anh Khoa là quan tâm tới những trường hợp vào bệnh viện, vào cơ sở y tế. Thì cái này là tất cả các đồng chí mà được tăng cường, rồi các bệnh viện, các sở y tế, các phòng khám, là những cái ca người ta bị sốt, đầu tiên là vào đó đấy. Thì các đồng chí phải cố gắng là phát hiện tất cả những ca mà vào cơ sở y tế của Bình Xuyên này, Vĩnh Phúc. Nếu như mà chúng ta theo dõi khoảng 21 ngày nữa, không có ca bệnh ở đây, không có vấn đề ở đây thì coi như là giải tỏa. Ngành y tế nhận định, trong bối cảnh hiện nay, việc đảm bảo khử khuẩn rất quan trọng, nên tập trung vào việc lau chùi hơn là phun thuốc, không được lơ là các ca trong cộng đồng, đặc biệt là đảm bảo việc xử lý rác thải lây nhiễm tại khu vực cách ly một cách triệt để. Trong đó, tuyệt đối không để lây nhiễm bệnh sang các y bác sĩ và nhân viên y tế.